mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Người chồng tài hoa. Chim Nguyệt Quyên là người Đài Loan, quê ở Giang Dĩa. Tháng 7 năm 1979, nàng dẫn con gái Tiểu Mẫn 3 tuổi qua thành phố Yokohama, Nhật Bản, rồi uống thuốc độc tự sát trong khách sạn. Khi cảnh sát đến hiện trường, phát hiện dấu vân tay viết chữ hận bằng máu, lại thấy hai mẹ con đều mở to mắt và máu lệ vẫn còn đang chảy, chứng tỏ họ chết rất đau khổ, không cam tâm. Ban cảnh sát hình sự Nhật Bản vốn giàu kinh nghiệm, thầm biết vụ tự sát này có nhiều uẩn khúc, nội tình không đơn giản. Cảnh sát Nhật Bản rất quan tâm đến vụ án này. Lần theo lý lịch hộ chiếu người chết, họ đến Đài Loan trú một ngày tại cơ quan hiệp trợ và nhanh chóng tìm ra cha mẹ nạn nhân. Phụ thân Nguyệt Quyên là ông Chim Phong Bình làm nghề nông, mẹ là Du Kiều Nguyệt, nội trợ. Quyên là người con thứ ba trong nhà, trên có anh và chị, dưới có hai em trai. Hồi nhỏ, Quyên học rất giỏi nên đã thi đậu vào Đại học Sư phạm Đài Bắc trứ danh. Người quanh đó đều ngưỡng mộ, ngợi khen. Nàng chính là niềm tự hào của gia đình họ Chim. Quyên học đại học đến năm thứ tư, nhân dịp tham gia hoạt động chuyên đội, nàng quen anh Uông Huyền Nhân, người đài đại, bề ngoài không có gì xuất chúng nhưng có lắm tài. Tính anh khéo hài hước pha trò, chọc người cười vui, nói năng lưu loát, lại khéo nhã ngọc phun châu, nhờ vậy mà lọt vào mắt xanh của Quyên. Qua nửa năm quen biết, tình cảm ngày một nồng hậu. Họ dự định tốt nghiệp xong thì sẽ kết hôn. Trong mắt các bạn, hai người là một cặp trời xanh, trai tài gái sắc, khiến cho người nhìn vào phải ước ao. Nhưng thế sự khó lường. Năm đó, anh Nhân vừa tốt nghiệp thì tham gia hoạt động leo núi. Trên đường trở về bất ngờ, anh bị tai nạn xe. Trong thời gian trị dưỡng, hàng ngày hễ Quyên dạy học xong thì đến bệnh viện chăm sóc anh. Do vậy mà nàng quen biết bác sĩ thực tập Vu Luân Thuận. Thuận trông có vẻ là một người tài hoa mẫu mực, tính trầm lặng ít nói. Lúc đó Thuận đã âm thầm thương yêu Quyên. Sau khi Nhân tạ thế, Thuận nhiệt tình theo đuổi Quyên. Những khi không trực ở bệnh viện thì anh đến trường Quyên dạy, đón nàng về nhà, đích thân xuống bếp nấu ăn chiêu đãi. Mỗi lần Quyên về Giang Nghĩa thăm cha mẹ, Thuận đều ra tận ga xe lửa đưa đón nàng. Thuận kiên trì theo đuổi Quyên suốt một năm rưỡi. Cuối cùng, nàng cũng bị sự si tình của anh làm cảm động và chấp nhận bước vào lễ đường. Sau khi kết hôn, Quyên mới biết trước đây Thuận nộp đơn xin du học bên Nhật Bản đã được chấp nhận. Trường thông báo nội trong một tháng Thuận phải đến đăng ký. Vì mới kết hôn nên Thuận muốn từ bỏ cơ hội sang Nhật Bản để được ở bên vợ. Nhưng Quyên cho rằng được xuất ngoại du học là dịp may hiếm có, còn vấn đề học phí nàng sẽ nghĩ cách lo liệu. Thuận cảm thấy vợ nói có lý, bèn quyết định sang Nhật du học, lòng tràn đầy xúc động và cảm kích. Trước đêm chia biệt, Thuận đã ba lần bốn lượt hứa hẹn bảo đảm rằng một khi tốt nghiệp tiến sĩ xong, chàng sẽ quay về Đài Loan ngay, sẽ mở phòng mạch ở Đài Bắc, cùng vợ làm việc và sống hạnh phúc bên nhau. Lời của chàng làm Quyên cảm động không thôi. Nàng tự hào vì tình yêu của chồng dành cho, cảm thấy vui sướng vì mình đã lấy đúng người. Kể từ đó, mọi gánh nặng trút xuống đầu Quyên. Nàng phải vất vả lo từ học phí cho đến phí sinh hoạt đắt đỏ cho chồng ở bên Nhật. Một năm sau đó, tiền Quyên dành dụm tích lũy đều được gửi cho chồng tiêu dùng. Ngoài việc dạy ở trường, nàng còn lãnh thêm dạy kèm ở nhà. Thỉnh thoảng nàng về nhà cha mẹ xin tiền, nhưng vẫn vô phương, chỉ đủ phí cho chồng xài thôi. Lúc này con của Quyên đã một tuổi, gánh nặng càng tăng. Tiền nuôi đứa nhỏ, tiền nuôi chồng ăn học, tất cả dồn ép nàng bận rộn đến không kịp thở. Mùa đông năm đó, để giải quyết kinh tế túng bấn, Quyên bất đắc dĩ phải đến quán rượu làm việc, nhận công tác tiếp khách, bán cười không bán thân trong thời gian 3 năm.
Nhờ vậy mà nàng giải quyết được phí tiêu xài cho chồng ở Nhật Bản. Nhưng do phải trường kỳ uống rượu thức khuya, dạy học vất vả, nên Quyên mắc bệnh lao nghiêm trọng. Bác sĩ tuyên bố kể từ đây nàng không thể sinh con được nữa. Điều này là đã kích cực lớn đối với nàng. Thế nhưng Quyên luôn tự tin. Tất cả mình đã hy sinh vì chồng, anh nhất định sẽ thông cảm, yêu nàng hơn. Lúc Thuận sắp lấy bằng tiến sĩ, anh có về Đài Loan tham dự lễ tang bà nội. Khi biết Quyên đến quán rượu làm việc bị bệnh phổi, thì Thuận chẳng những không tức giận, không truy cứu, ngược lại còn làm như không có chuyện gì. Thuận luôn bình thản và tỏ ra rất quý vợ, khiến cho Quyên càng thêm tin tưởng vào tình yêu của chồng. Nhưng Quyên không ngờ được rằng, trước khi về Đài Loan, Thuận đã lén lút kết hôn cùng với con gái của giáo sư Trường Bình và đã mở một y viện nhỏ tại ngoại thành Đông Kinh, tự mình làm viện trưởng. Chính giáo sư và con gái ông đã xuất tiền đầu tư cho Thuận, nên họ nghiễm nhiên là đồng sự. Nhưng không bao lâu thì tin này cũng truyền đến tai Quyên. Mới đầu nàng không tin, còn cho là bịa đặt, song thâm tâm vẫn bán tín bán nghi. Thế là nàng quyết định, đợi khi mình khỏe mạnh lại sẽ dẫn con gái Tiểu Mẫn qua Nhật một lần cho rõ thực hư. Thuận nhận được tin vợ, biết là sự tình đã đến hồi nghiêm trọng, để việc làm tồi tệ của mình không bị vạch trần khiến chàng phải xấu hổ, Thuận âm thầm dựng lên một âm mưu hiểm độc. Đầu tiên, chàng lấy lý do bận rộn, phái người đến phi trường đón hai mẹ con Quyên về khách sạn trước và hẹn tối đó sẽ đến gặp. Sau đó, chàng thuê người đóng giả phục vụ viên, bảo họ 15 phút trước khi chàng đến hãy lẻn vào phòng, dùng thủ đoạn thô bạo, toàn cưỡng hiếp Quyên. Ngay lúc đó chàng sẽ xuất hiện. Tên hài mướn kia làm y theo kế sách của Thuận. Trước mặt chàng, hắn nói dối mình là gian phu của Quyên. Còn Quyên thì quá thực thà, nàng giống như người câm không biết nói lời nào để minh oan cho mình. Thuận liền đanh thép buộc tội, dõng dạc đề xuất ly hôn với Quyên. Trong khách sạn, sau khi vở kịch thành công mỹ mãn, Thuận lập tức trở mặt phủ nhận nghĩa tình phu thê, phủi luôn 4 năm Quyên gian khổ làm lụng chu cấp tiền cho chàng ăn học. Tất cả ân tình sâu nặng, tất cả hy sinh của Quyên giây phút này đều hóa thành vô nghĩa. Quyên nhận ra hôn nhân giữa hai người đã vô phương cứu vãn, nàng nghẹn ngào bi phẫn, ký tên vào đơn ly hôn. Trước lúc ly hôn tại Đông Kinh, vì muốn cho Tiểu Mẫn gặp lại cha một lần, thông qua hồ sơ và tư liệu nơi trường học, Quyên tìm đến y viện và nàng phát hiện ra sự thật phũ phàng. Thuận đã sớm kết hôn vui duyên mới và vụ án cường bạo ở khách sạn này là bẫy rập của chàng làm ra để hại nàng. Nàng cảm thấy như đất trời sụp đổ dưới chân mình. Trong cơn phẫn nộ tột độ, nàng xông thẳng vào nhà viện trưởng Thuận để hỏi cho minh bạch. Nhưng đến đó, nàng chỉ chuốc thêm nhục nhã chất chồng. Thuận đổ hết mọi điều xấu lên nàng, còn kêu bảo vệ tống cổ nàng ra. Quyên thân đơn thế cô, chẳng có được cơ hội nào để đối chất. Giờ thân tâm bị đả kích nặng, nàng dẫn con qua thành phố Yokohama thăm bà chị là hoa kiều đang ngủ ở Nhật. Xong thì quay về khách sạn và uống thuốc độc tự sát cùng Tiểu Mẫn. Mặc dù cảnh sát Nhật Bản đã điều tra ra vụ án, nhưng mẹ con Quyên đã chết, họ không bằng không chứng, chẳng thể làm gì được Thuận. Phần Thuận, khi hay tin mẹ con Quyên tự tử, chàng như trút được gánh nặng, thầm nghĩ kể từ đây đã có thể tha hồ kê cao gối mà ngủ, tha hồ thoải mái, không còn phiền lo. Thế là chàng tiếp tục lợi dụng quan hệ và uy tín của nhạc phụ, truy cầu danh lợi tại Nhật Bản. Sau đó Thuận được mời đến trường diễn giảng, đề tài là bí quyết sống hạnh phúc giữa vợ chồng. Thuận đang cao hứng nói thao thao, mới giảng được nửa buổi thì cái micro vô duyên vô cớ đột nhiên bốc khói rồi nổ tung. Tại giảng đường, Thuận không chút đề phòng nên bị vỡ đầu chảy máu, mù hai mắt. Do đầu bị trọng thương nên chàng biến thành ngu si ngớ ngẩn, hiện vẫn còn đang trị liệu và điều dưỡng tại bệnh viện Nhật Bản.
cái micro ấy vì sao có thể phát nổ? Nạn nhân vì sao lại là Thuận? Người chồng bạc tình phụ nghĩa, nhẫn tâm cư xử ác độc, ruồng bỏ người vợ, vừa là người ân của mình. Và đề giảng vì sao lại liên quan đến tình phu thê? Rốt cuộc thì đây là trùng hợp, là thiên ý trừng phạt hay báo ứng? Mọi người bàn tán xôn xao. Theo người viết thì Thuận trốn được quốc pháp, nhân luật, nhưng không trốn được luật nhân quả báo ứng. Thông qua câu chuyện có thật này, xin khuyên những cặp vợ chồng trong thế gian chớ nên biến quan hệ vợ chồng thành việc mưu cầu lợi riêng. Hôn nhân như thế sẽ không bao giờ hạnh phúc. Tiến sĩ kim bác sĩ Thuận vì công danh lợi lộc trước mắt mà bước vào nẻo sai, cuối cùng đánh mất cả lương tâm, cho nên phải trả giá bằng hậu quả thê thảm như mọi người đã thấy. Đây gọi là ác nhân gặp ác báo. Ha ha ha,